Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá là nguyên nhân gây ra các bệnh về ung thư, viêm phế quản, viêm phổi. Cùng với những tác hại gây ra cho người trực tiếp hút thuốc, thì hút thuốc thụ động cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm nay, chương trình Sức khỏe và Cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Hút thuốc lá là một thói quen xấu, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh được trên thế giới. Ở Việt Nam, từ lâu hút thuốc lá đã trở thành một thói quen của người dân. Chúng ta thường gặp ở những quán nước, quán ăn, công trường, vân vân. Khi hút thuốc không chỉ có người hút bị ảnh hưởng sức khỏe, mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều nghiên cứu so sánh sức khỏe giữa những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá cho thấy có nhiều khác biệt. Các nhà khoa học cũng nhận thấy có mối liên quan rõ rệt giữa nghiện thuốc lá và nhiều căn bệnh, trong đó nổi bật là bệnh tim mạch, ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như là chúng ta đã biết rằng cái tác hại của thuốc lá thì đã nhan nhản rồi, chúng ta đã biết thống kê cái nó bao nhiêu cái mà tác hại của thuốc lá đối với cái cơ thể của chúng ta. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy là chúng ta theo thống kê của Việt Nam chúng ta bây giờ á, cái tỷ lệ tác hại của thuốc lá đối với lại cái phổi của người Việt Nam á, chúng ta càng ngày càng cao. Cái thứ hai đó là cái tỷ lệ bệnh á, nó càng ngày cái tuổi nó còn giảm đi. Có những cái bệnh lý mà chúng ta thấy hồi xưa tới giờ chỉ xảy ra ở người già thôi, nhưng mà sau này cái tuổi từ 30, 40 cũng đã có những cái biểu hiện của cái viêm phổi á, do tổn thương phổi do cái thuốc lá rồi. Thì cái mà chúng ta nổi bật nhất á, trong vấn đề mà ai cũng sợ nhất á, là vấn đề là tác hại của thuốc lá sẽ gây ra ung thư phổi. Nhưng mà cái đó, cái điều đó thực sự thì cũng nhan nhản, nhưng mà không mấy ai lo hết. Nhưng mà cái thực tế mà chúng ta gặp nhiều nhất á, là tình trạng mà viêm phổi tái đi tái lại của cái người hút thuốc lá. Và cái thứ hai á, là cái chất lượng cuộc sống của cái người mà hút thuốc lá nhiều á, sau này nó sẽ giảm từ từ. Chắc chắn là cái chức năng hoạt động của cái vấn đề mà hút thuốc lá đó thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng rất rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, nhất là tuổi già. Về cái vấn đề về cái thuốc lá đó, thì có nhiều trường hợp mà chúng ta gặp á, ví dụ như chụp cái hình phổi đi ha, nhưng mà cái hình phổi hoàn toàn bình thường á, nhưng mà cái người đó rất là vui vẻ là tôi hút thuốc lá 10 năm hoặc 20 năm rồi á, nhưng mà phổi tôi vẫn tốt. Nhưng mà cái đó tốt về mặt X quang thôi, chứ về cái chức năng thì chúng ta phải đo chức năng hô hấp, chúng ta mới đánh giá được cái tác dụng của thuốc lá, tác hại của thuốc lá nó như thế nào, chứ đừng dựa vào cái hình X quang không, chúng ta vội mừng cái chuyện đó. Cái vế thứ hai nữa là chúng ta có những cái người trường hợp mà thuốc lá đến cái lúc nào đó thì chúng ta biết rằng cái tổn thương thuốc lá nó sẽ làm cho những cái tổn thương của niêm mạc của những cái phế quản, mà từ tổn thương niêm mạc nó sẽ đưa đến cái giãn của những cái phế quản, giãn phế quản rồi thì sẽ đưa đến cái hậu quả là gì, chúng ta dễ bội nhiễm như vi trùng, nhất là trong môi trường của Việt Nam chúng ta bây giờ. Có thể nói thuốc lá là một cái chất nguy hại rất lớn đối với cơ thể, có thể nói ai cũng biết hết, ai cũng biết là cái thuốc hút thuốc lá không có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ có nhiều người cũng cứ bị nghiện thuốc lá. Thế thì cái này là do cái vấn đề nhận thức của chúng ta, hiểu biết của chúng ta về thuốc lá nó chưa được tốt, chưa hiểu được hết cái tường tận về cái tác hại của cái điều thuốc. Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người mà còn gây thiệt hại về kinh tế. Các bệnh do thuốc lá gây ra thường rất nặng, chi phí điều trị khá lớn và thường có nguy cơ tử vong cao. Phần lớn là phụ nữ và trẻ em thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở nhà, tại nơi làm việc và những nơi công cộng. Những người bị ảnh hưởng này gọi là hút thuốc lá thụ động. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe cho mình và cho gia đình, mỗi người cần phải có ý thức tốt hơn trong vấn đề sử dụng thuốc lá. Như là chúng ta đã biết, trong cái một cái điếu thuốc lá của chúng ta, cái thành phần chính của nó là chất nicotine. Và trong người ta phân tích sâu hơn, ngoài cái chất nicotine đó, nó còn khoảng 10.000 chất độc hại trong thuốc lá của chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ cái điều này, chứ không phải là chất nicotine đó, là nó có tác dụng hại, nhưng mà nó tức thời làm cho chúng ta nghiền mà chúng ta phải làm thuốc lá. Nhưng mà trong 10.000 chất độc hại, chúng ta có rất nhiều cái chất để trong hàng tổn thương của chúng ta.
Thì cái tác hại của cái thuốc lá là gì? Là thứ nhất là chúng ta làm những tổn thương những cái cây phế quản của chúng ta, nó có thể làm cho một cái tổn thương cái niêm mạc của phế quản chúng ta, bảo vệ cái luồng không khí của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều. Và từ lúc đó thì nó sẽ làm gì, đưa đến cái hẹp, chích hẹp những cái phế quản của chúng ta, đưa đến cái hậu quả là gì, là viêm phổi tắc nghẽn ha. Cái dụng thứ hai mà chúng ta cần phải biết, và chắc các có thể là những người thuốc lá cũng đã biết rồi đó, là tác hại nặng nhất của thuốc lá là nó sẽ là biến chứng gây ung thư. Thì khi mà cái ung thư thì chúng ta tùy theo cái mức độ ung thư mà chúng ta điều trị có hiệu quả hay không. Thí dụ như là chúng ta kiểm tra đối với người thuốc lá thường xuyên thì chúng ta kiểm tra phổi thường xuyên, và với trình độ đọc của bác sĩ đó phát hiện ra những tổn thương còn rất nhỏ, sau đó chúng ta xác định bằng cái chụp CT phổi đó. Nếu cần thiết thì chúng ta phải có thể xin tiếp phổi dưới lại hướng dẫn của CT nữa, thì chúng ta phát hiện sớm. Chưa có di căn hạch, chưa có những cái vấn đề mà sao có những cái di căn xa thì chúng ta có thể điều trị tại chỗ, chúng ta cắt phân thùy thôi thì nó có thể nó đã mang trở lại. Nhưng mà chúng ta cũng ý thức là chúng ta chưa phải hẳn là chúng ta cắt được cái phân thùy đó là chúng ta khỏe nha. Có nhiều khi tế bào ung thư khác nó nằm nhỏ, nó còn nằm những chỗ khác. Do đó sau khi chúng ta điều trị này thì bắt buộc thì chúng ta động thái là gì? Chúng ta nên ngưng thuốc lá đi. Chúng ta đừng uống thuốc nữa, hút thuốc nữa. Rồi cái thứ hai là chúng ta kiểm tra theo đúng cái quy trình của bác sĩ đưa ra. 6 tháng hoặc 1 năm chúng ta kiểm tra một lần để có thể nhiều khi chúng ta xui, chúng ta bị thêm một cái ung thư khác nữa đó. Thì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta tiếp tục chúng ta điều trị đó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, phần lớn những người hút thuốc đều không hiểu rõ tận tường về những mối nguy cơ sức khỏe mà thuốc lá có thể gây ra. Họ chỉ hiểu chung chung hút thuốc lá là nguy hại. Khi nói đến các bệnh gây ra do thuốc lá, mọi người thường chỉ nghĩ đến các bệnh có liên quan trực tiếp đến đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản mãn hay ung thư phổi. Nhưng trên thực tế, những chất độc từ khói thuốc lá đã thâm nhập khắp nơi trong cơ thể, gây ra bệnh lý gần như ở tất cả cơ quan trong cơ thể con người. Mỗi người trong cộng đồng cần nhận thức rõ ràng và đầy đủ sự độc hại của thuốc lá để từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá, vừa gây hại cho sức khỏe, lại rất tốn kém tiền bạc cho sản phẩm gây chết người này, cũng như tiền để chữa các loại bệnh do chúng gây ra. Như các bạn cũng biết rồi, khi chúng ta nghiện thuốc lá hoặc là chúng ta hít phải cái hơi thuốc lá của những người hút thuốc thì nó cũng có những cái biến chứng rất là trầm trọng, Thì cái mà biến chứng đáng sợ nhất của trong thuốc lá, cái thứ nhất là rất dễ bị cái ung thư môi, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản. Đấy là những cái mà khi chúng ta hút thuốc vào nó trực tiếp ngay vào cái đường miệng của chúng ta, và cái hệ hô hấp chúng ta sẽ bị chịu ảnh hưởng đầu tiên. Ngoài những cái viêm nhiễm thông thường thì cái chất ảnh hưởng của nicotine và những cái chất độc hại đó nó có thể đọng lại ở những cái vị trí đó và có thể gây ung thư ở những cái bộ phận đấy. Và đối với phổi thì cái tỷ lệ người hút thuốc lá gây ung thư phổi là rất cao. Thì hiện nay chúng ta thống kê ở trên địa Việt Nam chúng ta đấy, thì mỗi năm chúng ta có khoảng 40.000 người tử vong vì có liên quan đến thuốc lá. Thì như vậy là trung bình mỗi ngày có khoảng trên 100 người chết vì bệnh lý liên quan đến vấn đề thuốc lá. Đó. Thì đấy, phổi thì cái gặp nhiều nhất đó là cái ung thư phổi. Cái thứ hai nữa là nó sẽ gây ra cái bệnh lý tắc nghẽn mãn tính. Hiện nay chúng ta thấy là những cái người mà hút thuốc lá nhiều đó, thì chúng ta ngồi bên họ thì lúc nào ta cảm giác họ cũng rất có những cái biểu hiện rất là khó thở. Có những lúc họ khò khè, có những lúc khạc đàm, có những lúc biểu hiện rất là khó thở, khi nằm xuống rất là khó thở. Thì đấy là một cái bệnh lý của viêm phế quản tắc nghẽn mãn tính do cái ảnh hưởng của thuốc lá gây ra. Ngoài ra thì biến chứng của thuốc lá nó còn tác dụng đến các cái cơ quan khác, ví dụ như bệnh lý về viêm xoang, viêm mũi họng, gây ra rụng tóc, gây ra ung thư da, và đối với phụ nữ thì cũng có thể gây ra cái ung thư vú, rồi gây ra cái ung thư cổ tử cung. Đối với nam thì sẽ thuốc lá có khả năng gây ra hoạt động của cái tinh trùng, nó sẽ kém đi và có khả năng gây dị dạng khi chúng ta mang thai. Một cái bệnh lý mà chúng ta thường gặp nữa dưới tác động của nicotine đó là cái sự nicotine là một chất làm co mạch máu,
Chính vì vậy mà bệnh lý thường gặp khi bệnh nhân nghiện thuốc lá đó là gây ra hẹp cái động mạch vành tim, gây ra cái thiếu máu cơ tim, hoặc là hẹp những cái mạch máu lớn, gây ra cái suy, gây ra những cái hẹp lòng mạch ở các cái mạch máu lớn và các cái mạch máu ở ngoại vi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy với những người mà hút thuốc lá nhiều đó, thì các anh chị quan sát là chúng ta thấy cái môi họ thường là nó tím lại, nó nhợt nhạt, hoặc cái da của họ thì thường có thể nó khô và nó tím lại. Đấy là cái hậu quả của nicotine, nó gây ra co thắt các cái mạch máu ngoại biên, và nó sẽ ảnh hưởng trên cái cơ thể của cái người bệnh. Với một cái thói quen, với những người đã lỡ nghiện rồi thì người ta cũng rất là khó bỏ, rất là khó bỏ thuốc lá. Đây là một điều cũng hết sức là phi lý. Bởi vì chúng ta biết tác dụng của nó, biết là nó rất là độc đối với cơ thể, nhưng mà chúng ta vẫn dùng. Thế thì tôi cũng có một cái lời khuyên đối với cộng đồng chúng ta, là nhất là đối với lớp trẻ. Cái này nó phải xuất phát từ cái lớp trẻ. Lớp trẻ nhiều lúc thấy cái bạn này hút thuốc lá, mình nhìn thấy nó hay hay sao, cảm thấy nó điều đà sao, thì như vậy là lớp trẻ lại đua nhau để mà hút thuốc lá. Thấy bạn mình hút được thì tại sao mình không hút được? Thế thì cũng là học đòi để chúng ta hút thuốc lá. Thì đây là một cái thói quen hoàn toàn không tốt. Và khi chúng ta đã hút thuốc lá rồi, nghiện rồi, thì tôi khuyên các bạn rằng chúng ta nên lên kế hoạch để chúng ta bỏ cái từ từ cái hút thuốc lá. Tất nhiên đã nghiện thuốc lá rồi mà chúng ta bỏ một lúc thì không làm được đâu. Không làm được, để vì khi các bạn bỏ thuốc lá một cách đột ngột thì nhiều cái biến chứng khác nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta sẽ cắt giảm từ từ. Hôm nay chúng ta hút 20 điếu một ngày, và tháng sau thì chúng ta giảm xuống 15 điếu, tháng sau nữa thì chúng ta giảm xuống còn 10, 5 điếu vân vân. Chúng ta có một cái lộ trình để chúng ta giảm cái hút thuốc lá đi. Và khi chúng ta giảm được cái lộ trình hút thuốc lá đó rồi thì các bạn thấy cơ thể của mình rất là nhẹ nhõm, rất là thoải mái. Tình trạng ho khò khè, khó thở, ho khạc đàm vân vân, rồi những biểu hiện của cái viêm nhiễm thì bắt đầu nó giảm dần đi, và chúng ta cũng rất là thoải mái khi chúng ta cai được cái thuốc lá. Thế thì một cái điều mà các quý vị, những người hút thuốc lá, các bạn phải lưu ý một số điểm. Cái thứ nhất là các bạn không hút thuốc lá ở khi đám đông, ở trong cái đám đông, trong bệnh viện, trong trường học hay là trong những nơi chờ công cộng thì các bạn không nên hút thuốc lá. Và đối với khi về gia đình thì các bạn phải biết rằng các bạn hút thuốc lá là người trực tiếp chịu ảnh hưởng của thuốc lá. Nhưng người vợ của các bạn, người mẹ của các bạn và người con của các bạn, họ không liên quan đến vấn đề hút thuốc lá. Nhưng cái khói thuốc lá của bạn nhả ra thì nó cũng tác động trực tiếp lên những người xung quanh của mình. Và cái hậu quả đó nó cũng rất là lớn, rất là lớn. Một mình chịu trách nhiệm thì mình không nói, nhưng mà những người xung quanh của chúng ta cũng sẽ bị cái hơi thuốc nó tác động vào và sẽ gây ra những cái bệnh lý tương tự do cái thuốc lá gây ra. Thì đấy là một số điểm mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn, để chúng ta làm sao hãy nói không với thuốc lá, để làm sao tạo một cái môi trường cộng đồng không khói thuốc, thì cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn và bình an hơn. Tác hại của thuốc lá không chỉ đối với những người trực tiếp hút mà còn đối với những người sống trong môi trường có khói thuốc. Môi trường có khói thuốc lá là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc như ung thư, các bệnh đường hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì một cộng đồng không khói thuốc, vì sức khỏe của mỗi người, vì tương lai con em chúng ta, mọi người hãy bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ và không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc, các nơi công cộng. Không hút thuốc trước mặt trẻ em hoặc mời thuốc lá bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi người cần nâng cao tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, chung tay làm giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với môi trường và sức khỏe, vì một môi trường không khói thuốc. Quý khán giả thân mến, hy vọng qua những thông tin mà chương trình Sức khỏe và Cuộc sống vừa cung cấp, quý vị và các bạn có những thông tin cần thiết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Chương trình Sức khỏe và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.